còn vui, bia chưa kịp khui cứ hết mình, chuyện kia từ từ tính sao. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con rể ngoan hiền cùng đàn cháu thơ. Sẽ là vợ chồng, tương lai mình sẽ có đứa con thơ ngoan nghiền. Từ nay anh hứa cày bừa dành dùm để lo hạnh phúc ta sau này. Hôm nay đám cưới của đôi mình rộn ràng vui ghê nè, hai bên hò hàng đến chúc phúc cho mình thành đôi. Bà con lo sống đến mừng cho ngày vui của chúng ta, nhàn nhạc mang lên hát mừng cho ngày vui sau này. Em ơi thanh xuân này ngắn ngủi không chờ được nữa, anh ế cũng lâu rồi. Ra duyên mượn tình thông gia để lo hạnh phúc sau này của hai ta. Yêu em cái tên rất ngoan hiền, bà con lối xóm nó được mình học ghê. Vì mình thương nhau tính đến chuyện mai sau, chào câu anh đón đưa mình về bên nhau. Hôm nay đám cưới của đôi mình rộn ràng vui ghê nè, hai bên hò hàng đến chúc phúc cho mình thành đôi. Bà con lo sống đến mừng cho ngày vui của chúng ta, nhàn nhạc mang lên hát mừng cho ngày vui của đôi mình. Một hai ba vô chúc mừng cho chàng rể ngoan, một hai ba vô chúc mừng cho cô dâu ngoan. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bắt đầu cái chương trình buổi lễ
rất trân trọng chứ mời bố một vài tức dì ông Phương bước ra để mình thứ nhất cũng đầu tiên báo ngày đầu tiên cái ngày nghỉ có cháu, thứ hai ảnh ông bà về vui với hai cháu, đồng thời chúc mừng hai cháu thăm ông Phúc. Em trên cầu các cái cầu Ai rồi?
mình hôm qua đây ngoài gì có ngồi đó chắc chắn không ngồi có gì chắc chắn không ngồi nè mặt có ngồi có đây là trái luôn á gái đó rồi vô ngủ luôn giới thiệu chị đâu cơ bây giờ cho em xin phép chàng vỗ tay trước đi bên ngoại cái đi đó rồi tôi với bà nó được nhiều cái tôi đang cái người mà anh thương với lại luôn với nhiều già chắc có lẽ là nhà được mười đi mười đó xin phép chị ngồi đó tới đây đó cái này chào anh cái này cũng được các coi cái này cũng được các coi cái này chúc em và gia đình chăm sóc hạnh phúc đi. Yeah. Bây giờ để con thấy con đi vào nhà và mời cái chị Thảo. Ai Thảo anh làm trước nha. Vậy thôi đi Điệp ơi. Cái bữa tách bất đồng. Cái bữa tách bất chết luôn nha. Cái này. 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 Cái này.
đây đúng chạy đâu vậy chứ không có mặt đó ta chở rồi nhìn lên nhìn lên ta chở bên tay phải vừa chấp mạnh lên vừa nghe cái tạch nha nghe cái tạch mới được nghe một cái mặt nhát mới lượm bấm mạnh vô thôi vậy nó mới được á hai môi luôn trời ơi tôi nghe rồi quay ra đây thì thôi bây giờ em cũng xin phép mọi người khi mình làm lễ tặng quà thay mặt cái lễ gọi là cháu thì mình chỉ riêng mình tặng quà mời ngay sáng hai sáng mời mình tặng quà ở luôn nếu mà gia đình cho phép thì cũng xin phép tiến hành các anh chị nội ngoại hai bên thì người ta không dùng được học quán người Việt mình thì người ta có lễ xuất gia thì nội ngoại hai bên để tiến hành tặng quà cho cô dâu thì em xin cái gì đi nha mỗi chú bác cô gì cậu quả gì đó tặng quà cô dâu xin mời bước ra đây chụp ảnh với cô dâu một cái hình lưu niệm cái thứ hai nữa là để cháu nó mời một cái ví dụ để tạ ơn em mai xin phép cứ mời ra chứ vô như nước nha, xài ra nhỏ giọt thôi nha. Có hai có cái quà. Có hai nước đó. Con nhúng mình đó. Dạ uống rượu nha, cháu nó mời nha. Không tập tạm biết là lo và hậu
cũng là vô ốt. Cũng gửi tặng cho con này nhận 100. Một phần 100 này là của tính anh. Gửi tặng phần riêng cho con. Nè,
Do
chị nói với con là đã mặc được hai cái chữ, thứ nhất là chữ lễ đối với người thân kẻ trước và mình chỉ nhận đối với trong đại gia chồng. Có được hạnh phúc ở đây nó là khó, mà giữ được hạnh phúc mình là khó hơn. Cho đó con phải đi tập học hỏi gia đình bên chồng, phải không? Để mình nói cái gì thì nói, hay là vừa làm dâu tốt vừa làm cái người vợ thì nó rất là khó. Nhưng một con đã cố gắng phấn đấu hết sức, biết là đổ lên một nhỏ khó khăn còn ở trước mắt mình, do đó phải cố gắng phấn đấu hết sức để giữ được cái hạnh phúc gia đình. Hai chồng sau này có sướng có vui gì có gì đó có buồn gì cũng phải cùng nhau tập đồng cảm đồng khổ và để làm tiếp này. Xin chúc con năm hạnh phúc. Cảm ơn. Kính thưa bà ngoại ơi, cái buổi lễ bái đài gia tiên bái đài là lễ xiết giá của cháu đó, cháu có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Thay mặt cho dì Diệu Út cảm cảm ơn bà ngoại ơi đã tham gia đầy đủ cái buổi lễ của cháu hôm nay. Xin cho phép cháu sáng nay để cảm ơn tạ ơn quý bà cô bác chú bác cô dì đã đỡ đi quà cho cháu và đơn vị của cháu trong ngày hôm nay. Hey. Hai bác ha. Trai làng đón cô dâu về trọn tình phu thê, người khen người ngó người mê, trai tài gái sắc đẹp tình lứa đôi. Hôm nay xóm mình đông vui, bìa thư ao mới cập kê đi mừng vui. Hôm nay có đôi mẹ hiền nắm tay dịu dàng với hai cha già quý, du quy pháo hoa rộn ràng múa lân sập sình nhạc từng ngày xuân. Này cô Tư anh Tám làng trên, sao cô để ảnh đợi mình quá lâu. Hôm nay chúng mình gặp nhau, tình làng nghĩa xóm họ hàng ta hết ly. Là vui ta dẫn lễ trầu cao, đeo nhẫn cưới cùng nhau ta kết duyên bền lâu. Là vui đôi ta cưới đầu xuân, không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng giá sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bọn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp tròn đời ta có nhau. Ở nhà trai đào đến cửa xin chụp cái lời bạch gia. Chuẩn bị ghế trong đó chưa?
Rồi, anh ra mãi. Mời quý nhà trai luôn dùng miếng ví dụ thỉnh quý nhà trai nhập gia. Dạ 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 dạ. Dâng lên cúng cổ quyền thất tổ bà sao hai họ dùng thân mật, đó là mâm chầu, mâm rượu, mâm trà, hai mâm bánh, một mâm trái cây và một mâm xôi, một tô heo. Trước lên cúng cổ quyền thất tổ bà sao hai họ dùng thân mật, sao đó có đi một tô đẹp cho chú rể làm lễ bái cho tiên xong lễ bái rượu tại chị bà năm thay mặt cho họ nhà gái xin cảm ơn để chọn tình của tình thần của nhà gái để xin tiếp nhận cái quan trọng này mời đề nghị anh nhận bắt tay không bao giờ không anh dở lên rồi anh cũng tắt ra cũng kết duyên bên lâu là vui. Đôi ta cưới đầu xuân không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng giá sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bồn bề cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà, còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng. Bây giờ tôi cúng cái ngựa quá tốt. Dạ dạ. Thằng Thiên dưới hậu tổ, cổ quyền thất tổ, bà nội ngoại em bên, chín thời về nước, bảy thời về sau cũng vậy, đây ăn cũng chào, uống miếng rượu, xin kính lễ. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 được ngày lành tháng tốt, nay thông gia đồng ý thực hành hôn lễ cho hai con và con thỉnh cầu thánh hiền về đây dùng chung rượu xin tiến lễ miếng chầu mâm bánh rượu trà xin đây thánh lễ gọi là đính hôn rượu kia với chung góp hay chung dâng lên giấy cúng gia tiên của quyền cái hiền gặp cái hiền nguyên con tầm giả chỉ thông tơ bà nguyệt đến xe điên cầu chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc nối dõi con đường hoàng nam thánh nữ đều có đủ sau này con cháu lâu dài đại diện bên nam của con tính tình. Bên họ nhà gái bây giờ cái phần trình lễ mâm bàn xong bây giờ xin để cho chú trình cái lễ là cho chú lễ là Phương Nam là lễ bái gia tiên sao mà lễ bái được đại diện Phương Nam cũng không được vậy. Lòng dung đắm tròn đời ta có nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắm tròn đời ta có nhau. Hai ba. Rồi, con cảm ơn. Dạ, dạ rồi, dạ, 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 dạ. Thay mặt các bên họ nhà trai với cha mẹ chú rể cảm ơn bên họ nhà trai. Thấy
để cho cô dâu là đồ trang sức. Đó, một đôi băng là 1 chỉ, một sợi dây chuyền là 5 chỉ, một tấm lắc 5 chỉ, một cặp vòng 4 chỉ, là một cặp nhẫn vàng 18 là 1 chỉ, tổng cộng là 1 cây 6. Còn tiền 2 lễ và lễ nói lễ cưới tổng cộng nộp tài đó là 30 triệu. Còn đây 10 triệu đó là cho cô dâu để làm may đồ trang sức thân liền cho chồng. 10 triệu là tổng cộng là 40 triệu, là đại diện bên mang chủ hôn tính trình để tặng cho cô dâu. Mời cô dâu ra. Bây giờ mời chính chính mời cô dâu ra bước ra để nhận cái chính lễ. Sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi 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 hò khoan ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên dòng sông xanh xanh lên ướp mắt, thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái chèo vui, bên thành bình ta sống thành thơi làng quê ta hôm nay. Về những ngân thì gia đình chúng tôi nhận cái phần những ngân của gia đình gửi lại để gia đình tổ chức đám cưới. Thì tôi xin phép ông cụ tập này để thay mặt cho nhà chồng mình nữa gửi tặng cái tiền ngân này lại cho cô dâu để cho cháu nó sắp của bà con gì đó nó chiếu về đến nhà chồng. Bây giờ cái anh chính anh đại diện ở bên nhà gái là bên đây đi cái số tiền nạp lễ 2 lễ là nhận lễ rồi, bây giờ phần đó để gửi lại cho cô dâu đó là để sắp quà về kỷ niệm ngày vui của cháu. Và tôi cũng thay mặt đại diện ở bên nhà trai rất cảm ơn. Xin tấm hình nha cô. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn.
Rồi có gì vậy con? Được rồi. Cái lỗ dập tấm hình rồi con ơi. Rồi. Rồi chị giơ tay lên xem tấm hình nha chị. 1, 2, 3. Rồi đúng rồi. Bưng lên chân bà đi con. Để con bà rồi đấy à. Đủ rồi, nhét lên hoàn toàn. Hai đem trai đó. Rồi, con đang ngồi dâu dạ. Ở ngoài trẻ quá. Mẹ nằm ngoài hai bên, thống nhất cái lễ thành hôn cho hai con. Có món quà nhỏ nhỏ để tặng cho con. Chúc cho con tạo lập gia đình nên sự nghiệp phú quý giàu sang tài lợi lộc hạnh phúc vui tươi như hưởng an nhàn cao xanh nhân dưới giàu vàng. Chúc cho hai kẻ đếm cùng xứng duyên, còn chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc với nói giỏi tông đường, hoàng nam thánh nữ đều có đủ sau này con cháu đông đầy. Rồi bác Tư giữ tay xin tấm hình luôn bác Tư ơi, dâu nhìn nhẹ vậy đây nè dâu, đúng rồi. 1, 2, 3, rồi mình cảm ơn. Hôm nay là tâm sanh thành dưỡng dục của cha mẹ hai bên, nuôi con từ thỏ đậu lòng, nuôi con không lớn những ngày thành hôn. Bữa nay nó chung dụng đời lên báo hiếu cho cha mẹ, ông bà cũng việc tất tổ và ngoài hai bên hết. Là bây giờ hôm nay là bên nhà cái là dâu rể giữ tay nha. Rồi. Hai cùng ly đi. Hai rồi hai bác giữ tay con xin tấm hình đó rồi. Rồi hai bác nhìn gương kính con nha. 1 2 3. Rồi, mời hai bà xôi cùng ly luôn. Rồi, hai bà xôi cùng ly giữ tay con xin tấm hình bà ơi. Dâu chú rể xúc vô đây xin tấm chào thằng bé ơi. Rồi, con cảm ơn. Ba bác gái ngồi xuống đi bé. Rồi hai bác trai nhận chung rượu nhìn ra trên tấm hình luôn bác ơi. 1, 2, 3. Rồi cảm ơn. Rồi mời hai ông tôi cùng đi luôn nha. Rồi hai ông tôi bắt tay nhau con xin tấm luôn hai ông tôi ơi. Một tay cụm một tay bắt hả không? Tay bắt. Dạ rồi cụm đi giùm con luôn. Rồi hai ông tôi nhìn ra nha. 1, 2. Cụm đi luôn hai ông tôi ơi. 1, 2, 3. Rồi cảm ơn. Rồi dâu giữ tay nhìn ra anh xin tấm hình rồi em gái nhìn ra anh xin tấm hình luôn nha. Rồi 1, 2, 3. Rồi dịnh nhẹ lên cộng dây chuyền chụp tấm hình con bác ơi. Bác gái tiến dịnh nhẹ lên cộng dây chuyền nha. Rồi chú rể bước vô khác chú dâu như vậy. Rồi nhìn bấm kính tôi lên dâu ơi. 1, 2, 3. Nhân ơi. Rồi con này ăn đi. Để con đứng lâu còn đi. Ê bảy coi đủ rồi, mời người lên bàn hết đi. Bác trai bước vô chào bác. Bác trai bác trộm qua vô trong luôn. Đúng rồi. Bác trai giữ tay nhìn gương kính xin tấm hình nha bác ơi. Tiến sát vô dầu chiếu lại vô dầu con nhặt dạ rồi. Rồi 1. Bác trai nhìn lên xinh lắm đó nha bác.
ta gái tí nghe xét vô xíu còn ở nhà rồi. 1, 2, 3 rồi con cảm ơn. Rồi bây giờ cái này cái phần là nó chưa chặt nhẹ hay không? Lại hai bên là chụp tấm này. Làng trong còn em nhất làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang, tiếng cũng giang em cô út hỗn xoàng. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng canh, nhà em có vườn trái cây rước bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, nhưng trong làng mong đám cưới loài rai. Trai thớt bò dê còn gái thớt lợn gà. Trai
tài gái sắc, trai tài gái sắc, đám cưới thiệt là vui ghê. Trăm thuyền đuôi tôm 50, gió lại rước dâu rộn ràng. À, hết hồn hà. Bừng pháo nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng quyên ương 500 con gà trống, 600 con vịt cừu. Dữ dằn. Nhớ trai làng anh công tử chịu chơi, những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lâm, thì đâu xa chuyện công hao vất vả. Năm trăng mật ta đi khắp thế gian chơi em. Dạ, sao trăng mật thì ta vẫn cứ không chơi. Anh nhất hành tinh. Nhưng niềm đến bao lâu, hôm nay mùa cưới xin trao để vì ta cố gắng bao giờ. Vì là không biết là sao duy nhắn đẹp trai, vì là con dâu mà xin như duy nhắn trời. Là cha nhà gắn người lần, yêu có áo mới đâu hay hả, trong tên người người mà lòng hẳn mong tình gì thôi. Trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xưa vẫn chân tình quên trong đêm. Buồn nhớ anh ta sẽ chỉ sống cuộc sống nước chân trời lá hoa vì tìm người đó. Xưa vẫn chân anh như phút xa đừng nhớ mong mai đây ngóng chờ trái tim với những nỗi nhớ ta chẳng bao giờ. Chỉ có em đêm mắt mơ đó, ai chẳng lo ai chia đôi giờ. Một xe băng đâu có đỡ đâu mà không nghe. Ngồi đây với chẳng tàn lẽ đâu, nhằm anh nhớ em đang quý chờ. Dù thân em giờ đây vơi vang, vơi tình xin mơ. Một mình anh ôm lòng đơn đau, thì lên dưới anh chẳng biết ta. Nào anh mong giờ em không biết ở nơi đó. Sao anh vẫn chờ? Tin hết những câu hẹn câu hò, anh xin thề cùng non ngàn cũng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta sống cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Con nào về đón đi tu mùa vui qua đèo hải vân mây bay để đôi. Qua cách thành lá 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 giấc mơ.
đến hay đến với nhau đừng nặng. Hãy thắp tất cả cho đời mình say 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 say. Nhà cuối cũng sẽ không những nồng cháy ra. Hãy cắt cùng đến với nhau đêm này. Nước mắt sẽ khiến trái tim buồn sầu. Tiếng khóc sẽ dọa cùng con vui. Buồn đau mà chỉ đang chỉ đừng nhớ nhớ nhớ. Hãy lên mua hát với nhau đêm này. Còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về. Làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếm sân ca, sinh ra
trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa. Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà trong. Tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thắm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông. Gặp người yêu bao năm ước mong để duyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang. Gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền. Trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng. Cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trời chi hồng để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương dâng tràn ngọt hề dài nhau trăng lên bờ ao, hề ước kia trăm năm đổi trao, câu chuyện trầu cao. Quê hương đẹp thế, nắng chiều trên quãng đường đê, một đàn em bé nô đùa khi tan trường về. Tôi học trò trong trắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà trong trái tim anh đau thế này. Làm sao cuối em sẽ nói không vì anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dù tình chỉ là mong manh. Bố bối đẹp khắp các trời, tình tình không thời ai kia. Dù người này mong yêu hóa thơ, vì đường đồng kinh bên đêm. Mưa sẽ thôi rơi, còn người xưa cố. Niềm tin tương lai đời ta trọn tiếp yêu thương thêm đậm đà không hề lìa xa.